ngày đầu xuân con dâng lên Thiên Chúa chí tôn lời cảm mến Chúa khen cha chí lành. Chúa đã ban thêm một mùa xuân, mùa xuân sáng tươi hy vọng cho mọi người trên dương gian. Xuân đã về trên quê hương và khắp ruộng đồng. Xuân đã về, xuân hy vọng, mùa xuân vinh quang. Xin Chúa Trời cho quê hương Việt Nam thái bình, để mọi người cùng hiệp nhất trong niềm tin đầu xuân con dâng lên Thiên Chúa chí tôn lời cảm mến Chúa khen cha chí lành. Chúa đã ban thêm một mùa xuân sáng tươi hy vọng cho mọi người trên dương gian. Xuân đã về trên quê hương bừng sáng hy vọng. Xuân đã về khắp phố phường và trên thôn trang. Con khấn cầu cho nhân dân Việt Nam thái hòa, để mọi người cùng đoàn kết vang lời hoan ca. Xuân con dâng lên Thiên Chúa chí tôn lời cảm mến Chúa khen cha chí lành. Chúa đã ban thêm một mùa xuân sáng tươi.
làn phố đón xuân thắm tươi vui đây lòng có nước mơ. Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ơn sùng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa toàn thể cộng đoàn phụng vụ, trong những giờ phút linh thiêng nhất của ngày đầu năm mới này, cộng đoàn chúng ta quy tụ nhau nơi đây để chúng ta dâng lên Chúa tâm tình chúc tụng tạ ơn vì biết bao nhiêu ơn lành hồng ân Chúa đã ban xuống trên mỗi người cũng như gia đình chúng ta. Và điều quan trọng nhất trong đời sống, mỗi khi chúng ta cầu chúc hay là mong ước cho nhau, đó chính là sức khỏe, là sự bình an. Và sự bình an đích thực chúng ta tìm được nơi chính Chúa Giêsu Thánh Thể mà mỗi người chúng ta đang đến để chiêm ngắm, đang đến để chúc tụng Ngài, để xin Chúa ban ơn bình an cho chúng ta, cho gia đình chúng ta trong năm mới này. Chúng ta luôn có Chúa nâng đỡ, có Chúa chở che, Chúa quan phòng cho tất cả. Như trong tin mừng hôm nay, chim trời, hoa huệ ngoài đồng, tất cả những thứ vật đó Chúa cũng quan phòng sáng tạo và cho chúng những điều tốt đẹp. Thì mỗi người chúng ta là con cái của Chúa, Chúa sẽ cho chúng ta những điều tốt lành, tốt đẹp mỗi khi chúng ta chạy đến với Chúa và chúng ta xin Chúa thêm sức cũng như ban ơn nâng đỡ, ban ơn bình an cho mỗi người chúng ta. Cái riêng trong thánh lễ hôm nay, con cũng cầu nguyện bình an của Chúa xuống trên mỗi người cũng như gia đình và cộng đoàn giáo xứ chúng ta, để gia đình chúng ta, giáo xứ chúng ta luôn được sống trong bình an, trong sự hiệp nhất, trong tinh thần yêu thương mà chính Chúa đã tặng ban cho mỗi người chúng ta. Trong thánh lễ hôm nay, chúng ta cùng hiệp ý với các gia đình xin dâng lễ cầu nguyện cho các linh hồn Maria, các linh hồn tiền nhân, linh hồn Giuse và xin ơn bình an. Với những ý nguyện đó, cùng với ý nguyện của mỗi người chúng ta dâng lên Chúa trong thánh lễ hôm nay, được Chúa thương chấp nhận, giờ đây anh chị em chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng. Và cùng anh chị em tôi đã mang vui nhiều cho
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Chúa từ bi nhân hậu, trong ngày đầu năm mới chúng con họp nhau đây để dâng lời chúc tụng ngợi khen Chúa. Cúi xin Chúa mở lượng hải hà, ban cho hết mọi người chúng con trong năm Giáp Thìn này được bình an mạnh khỏe, càng thêm tuổi càng thêm nhân đức, hầu đáng hưởng phúc lộc dồi dào. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách ngôn sứ Isaiah. Đức Chúa phán như sau: Lạy đây ta sáng tạo trời mới đất mới, không còn ai nhớ đến thuở ban đầu và nhắc lại những tâm trí nữa, nhưng thiên hạ sẽ vui mừng và luôn hoan hỉ vì những gì ta sáng tạo. Phải, lạy đây ta sẽ tạo Jerusalem lên nguồn hoan hỉ và dân ở đó thành lỗi vui mừng. Vì Jerusalem ta hoan hỉ, vì dân ta ta sẽ nhảy mừng. Nơi đây sẽ không còn nghe thấy tiếng than khóc kêu la, nơi đây sẽ không còn trẻ sơ sinh chết yếu và người già tuổi thọ không tròn. Vì trăm tuổi mà chết là chết trẻ,
và chưa tròn 100 tuổi mà chết là bị nguyền rủa. Người ta sẽ xây nhà và được ở, sẽ trồng nho và được ăn trái. Đó là lời Chúa. Bài trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông Đồ. Tôi là Gioan, tôi thấy trời mới đất mới, vì trời cũ đất cũ đã biến mất, và biển cũng không còn nữa. Tôi thấy thành thánh là Jerusalem mới, từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, sẵn sàng như tân lương trang điểm để đón tân lang. Rồi tôi nghe từ phía ngay có tiếng hô to: đây là nhà tạm Thiên Chúa ở cùng nhân loại, Người sẽ cư ngụ cùng với họ, họ sẽ là dân của Người, còn chính Người sẽ là Thiên Chúa ở cùng họ. Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ, sẽ không còn sự chết, cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất. Đấng ngự trị ngai phán
Lạy đây, ta đổi mới mọi sự. Người lại phán: Ngươi hãy viết, đây là những lời đáng tin cậy và chân thật. Người còn phán với tôi: Xong cả rồi, ta là Alpha và Omega, là khởi nguyên và tận cùng. Chính ta sẽ ban cho ai khát được uống lơi nguồn nước trường sinh mà không phải trả tiền. Đó là lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thêu. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy bảo cho anh em biết, đừng lo lắng cho mạng sống, lấy gì mà ăn, cũng đừng lo lắng cho thân thể, lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Hãy xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho, thế mà cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Hỏi có ai trong anh em có thể nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang không? Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào. Chúng không làm lụng, không kéo sợi. Thế mà Thầy bảo cho anh em biết, ngay cả vua Salomon, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém lòng tin. Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi, ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết, hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của Người. Còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai. Ngày mai cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy. Đó là lời Chúa. Trước hết, hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của Người. Kính thưa toàn thể cộng đoàn phụng vụ, hôm nay toàn thể cộng đoàn giáo xứ chúng ta
quy tụ về ngôi thánh đường của giáo xứ trong những ngày đầu năm mới này để chúng ta tạ ơn Chúa và xin Chúa ban ơn bình an xuống trên mỗi người cũng như gia đình chúng ta. Và đây là một trong những nét đẹp của nền văn hóa A Đông chúng ta, cách riêng với người Việt Nam chúng ta. Đó chính là phong tục của ngày Tết để chúng ta đi chúc tuổi nhau trong những ngày đầu năm mới. Và trong những ngày đầu năm mới này, chúng ta luôn cầu chúc cho nhau những điều tốt đẹp nhất. Chúng ta ước mơ và chúc cho nhau trong năm mới này được thịnh vượng, được may mắn, được làm ăn phát tài và nhiều điều may mắn khác nữa. Nhưng có lẽ điều mà tất cả từng người chúng ta đang mơ ước và nhiều nhất cũng là được cầu chúc cho nhau sự bình an trong năm mới. Vâng, kính thưa cộng đoàn phụng vụ, hai chữ bình an chính là ước vọng sâu xa nhất của con người chúng ta. Và nếu suy xét kỹ, chúng ta sẽ thấy rằng tất cả mọi việc chúng ta làm chung quy lại là để được sự bình an. Thế nhưng trong thực sự, trong đời sống của con người, chúng ta đã có được bình an đích thật hay chưa? Chính vì thế mà trong giờ chia sẻ này, con muốn cộng đoàn chúng ta cùng dựa vào ánh sáng của lời Chúa để chúng ta tìm ra phương thế đạt được sự bình an đích thực trong năm mới này. Vì Thiên Chúa chính là nguồn mạch của sự bình an. Trước khi nói đến sự bình an, có lẽ chúng ta cũng cần nhìn qua những lý do có thể làm cho chúng ta mất sự bình an trong đời sống thường ngày. Lý do thì nhiều, có thể là do làm ăn bị thất bại, có thể là do bị hiểu lầm, gặp tai ương, bệnh tật, con cái không vâng lời, chúng ta cảm thấy chán nản, thất vọng hay là mất bình an. Nhưng nguyên nhân sâu xa hơn, có lẽ vì mọi việc không xảy ra theo đúng ý muốn của mỗi người chúng ta, những dự định của chúng ta nên chúng ta thấy bất an. Hay nói một cách khác, chúng ta nghĩ rằng mình là chủ cuộc sống của mình và mình có thể kiểm soát được tất cả mọi việc. Nên khi một việc nào đó nó xảy ra mà không đúng với ý muốn của mình, không đúng với chương trình của mình đã hoạch định ra, thì mình cảm thấy khó chịu và cảm thấy bất an. Do đó, con thiết nghĩ để có được sự bình an đích thực hay sự bình an thực sự, từng người chúng ta cần xác tín với nhau một điều: Thiên Chúa là đấng quan phòng và Thiên Chúa làm chủ tất cả mọi sự. Và chính Ngài là đấng tạo dựng muôn loài. Và Thiên Chúa còn là người cha đầy lòng yêu thương và sẵn sàng cho chúng ta mọi sự. Và chính Đức Giê-xu đã khẳng định với chúng ta về điều này như chúng ta vừa nghe trong tin mừng mà Thánh Mát-thêu thuật lại cho chúng ta. Anh em đừng lo lắng và tự hỏi ta sẽ ăn gì, uống gì hay mặc gì đây. Tất cả những thứ đó dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cũng cần tất cả những thứ đó. Cha chúng ta thừa biết chúng ta cần gì và Ngài sẵn sàng ban cho chúng ta những điều chúng ta cần. Nhưng điều quan trọng là chúng ta có dám đặt mình vào bàn tay quan phòng của Thiên Chúa và để cho Ngài lo lắng hay để cho Ngài làm chủ cuộc đời của chúng ta hay không mà thôi. Thật vậy, kinh nghiệm hàng ngày cho chúng ta thấy trong thân phận làm con thì điều quan trọng là ngoan ngoãn vâng lời cha mẹ, học hành chăm chỉ, thì tất cả những gì sau đó xin cha mẹ cũng sẽ lo lắng
hay là cho chúng ta mọi sự như thế. Và lúc đó chúng ta sẽ được bình an, và mọi chuyện thì đã có cha mẹ hay là đã có người lớn lo cho chúng con, đó chính là về thiếu nhi. Như thế, để có được sự bình an thì điều đầu tiên mỗi người chúng ta cần thực hiện đó chính là hướng tâm hồn của mỗi chúng ta lên Thiên Chúa và nhận Ngài làm chủ mọi sự, kể cả cuộc đời, cuộc sống, công việc của mỗi chúng ta. Và đây là một sự thật căn bản đầu tiên làm nền tảng cho một tâm hồn có được sự bình an đích thực. Và con đường dẫn đến sự bình an đích thực đó chính là chúng ta hướng tâm hồn lên với Chúa, là chính nguồn yêu thương và chính Ngài mời gọi chúng ta đến với Chúa. Chúng ta đến với Chúa chính là chúng ta luôn gắn bó với Chúa, là nguồn bình an. Lúc đó chúng ta sẽ nhận được sự bình an đích thực từ nơi Ngài. Tuy nhiên, như chính Thánh Phaolô nhắc nhở mỗi người chúng ta, như trong bài đọc 1 được trích, bài đọc 2 được cho chúng ta thấy, Thánh Phaolô đã mời gọi chúng ta: anh em hãy vui luôn trong Chúa. Tôi nhắc lại, anh em hãy vui lên. Và điều đó cho chúng ta thấy niềm tin tưởng và phó thác của mỗi người chúng ta nơi Chúa không miễn trừ cho chúng ta những khó khăn trở ngại trong cuộc sống hiện tại, nhưng sẽ giúp cho chúng ta có được sức mạnh nội tâm và làm cho tâm hồn của chúng ta được thanh thản, vượt qua những khó khăn thử thách đó. Và như vậy, cho dù ngoại cảnh bên ngoài không làm cho chúng ta vui, nhưng trong Chúa chúng ta vẫn có thể có được niềm vui. Và đây chính là kinh nghiệm của chính Đức Maria. Giữa những khó khăn của cuộc sống nghèo khổ và án tử có thể đến vì mẹ mang thai trong lúc chưa về nhà chồng, trong biến cố truyền tin cho chúng ta thấy, mẹ vẫn cất tiếng ca vang: linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, và thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Như trong bài Magnificat khi mẹ đi thăm viếng bà Thánh Isabel, mẹ đã vui mừng vì mẹ luôn tin tưởng vào quyền năng và tình yêu của Thiên Chúa. Mẹ tin chắc rằng Chúa sẽ có cách để giải quyết vấn đề của mẹ. Và tác giả Thánh Vịnh trong đáp ca mà chúng ta vừa cất lên cũng xác tín như thế: cứ tin tưởng vào Chúa và làm điều thiện thì sẽ được ở trong đất nước và sống yên hàn. Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn, Người sẽ cho được phỉ trí toại lòng. Và Thánh Vịnh còn mời gọi chúng ta: hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay cứu chữa chúng ta. Và kế đến, sự bình an thực sự chỉ có được nơi tâm hồn khi chúng ta ước mong hay là khi chúng ta khát khao được sự bình an, có được tâm hồn thanh sạch. Bởi vì cây ngay thì không thường là không sợ bị chết đứng. Những người công chính luôn cậy trông vào Chúa có thể vẫn còn gặp phải những khó khăn bên ngoài, nhưng chắc chắn họ không cùng đường tuyệt vọng. Tâm hồn của họ vẫn luôn được bình an vì họ tin vào lời hứa của Đức Giê-xu: trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia Người sẽ ban thêm cho. Và thật vậy, với kinh nghiệm của mình, chắc hẳn mỗi người trong cộng đoàn chúng ta có cùng một xác tín như tác giả Thánh Vịnh mời gọi: từ nhỏ tới nay tôi già cả chưa thấy người công chính bị bỏ rơi hoặc dòng giống phải ăn mày thiên hạ. Do đó, để có được sự bình an thực sự trong tâm hồn, chúng ta cần xa lánh tội lỗi
và thực hành những điều công chính như lời Thánh Phaolô mời gọi chúng ta. Những gì là chân thật cao quý, những gì là chính trực tinh tuyền, những gì đáng mến và mang lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh đáng khen, thì xin anh em hãy để ý và hãy giữ lấy những điều đó. Vâng, kính thưa cộng đoàn phụng vụ, hôm nay ngày đầu năm mới, mỗi người chúng ta hãy cầu chúc cho nhau một năm mới không chỉ dừng lại ở niềm vui của mùa xuân đất trời, không hề tại ở lòng người, nhưng chúng ta luôn hướng về mùa xuân trong ơn thánh, mùa xuân vĩnh cửu. Chúa chính là mùa xuân vĩnh cửu mà mỗi người chúng ta đang mong ước hay đang khát khao để tìm đến. Ước mong mùa xuân ơn thánh, mùa xuân vĩnh cửu luôn ngự trị trong tâm hồn của mỗi người chúng ta, để mỗi người chúng ta luôn chan chứa ân sủng và bình an trong năm mới này. Kính chúc cộng đoàn giáo xứ chúng ta một năm mới luôn dạt dào ơn thánh, để xuân sang cội phúc sinh nhành lộc, Tết về cây đức trổ thêm hoa. Đầu xuân năm mới chúc bình an, chúc luôn tươi tuổi trẻ, chúc an khang, chúc sang năm mới nhiều tài lộc, công thành danh toại, chúc vinh quang. Amen. Anh chị em thân mến, suốt một năm dài bận rộn công việc, hôm nay chúng ta sum họp tại ngôi thánh đường thân yêu này để nói lên tâm tình con thảo với Thiên Chúa là Cha. Trong bầu khí vui tươi của ngày đầu năm mới, chúng ta hãy cảm tạ tôn vinh Thiên Chúa ba ngôi và thành khẩn dâng lên Người lời cầu xin. Ngày đầu năm, mọi người cầu chúc cho nhau những điều tốt đẹp nhất. Xin thần khí Chúa luôn đồng hành cùng Đức Giám Mục, các linh mục, tu sĩ nam nữ trong giáo phận chúng con, ban cho các vị sức khỏe dồi dào, đầy tràn ơn khôn ngoan đạo đức, để giữ mãi ngọn lửa nhiệt thành trong công tác mục vụ và trở lên thánh thiện giữa đời. Chúng ta cùng dâng lời nguyện ơn xin. Xin Chúa nhận lời chúng con. Bình an là điều mà tất cả mọi người hằng khao khát. Xin Chúa ban cho quê hương Việt Nam chúng con, quanh năm mưa thuận gió hòa, mọi người đều sống bác ái quảng đại, hết lòng vì nhau, để năm mới sẽ không còn những thiên tai dịch bệnh và mọi nhà được sống an vui hạnh phúc. Chúng ta cùng dâng lời nguyện ơn xin. Xin Chúa nhận lời chúng con. Mùa xuân của đất trời nhắc người Kitô hữu nhớ đến mùa xuân vĩnh cửu mai sau. Xin cho mọi người trong giáo xứ chúng con biết tiết chế những cuộc vui mau qua ngày Tết bằng một đời sống khiêm nhường, bác ái, luôn nỗ lực phấn đấu loại bỏ những gì không phù hợp với đời sống đạo, để biến đổi tâm hồn được tỏa sáng các nhân đức tốt lành. Chúng ta cùng dâng lời nguyện ơn xin. Xin Chúa nhận lời chúng con. Trong giờ phút thiêng liêng của ngày đầu xuân, chúng con dâng lên năm mới 2024 này. Xin Chúa chúc phúc lành cho
và ban cho chúng con một tâm hồn vui tươi, thanh thản, sống hướng thiện trong từng suy nghĩ, lời nói, việc làm, để đem an vui đến với những người mà chúng con gặp gỡ. Chúng ta cùng dâng lời nguyện ơn xin. Xin Chúa nhận lời sống con. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, chúng con tạ ơn Chúa đã luôn gìn giữ gia đình và giáo xứ Hợp Châu chúng con trong suốt một năm vừa qua. Xin cho tất cả chúng con luôn đặt trọn niềm tin yêu phó thác, biết lắng nghe, thực thi lời Chúa mỗi ngày, để được trổ sinh nhiều hoa trái thánh thiện tốt lành trong năm mới này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúng con sum họp về đây, lòng nguyện dâng, trái tim hiệp nhất trong Ngài, dâng bao ước vọng của cuộc đời, mong sao trở thành đệ đầu lòng kinh tiên về Cha. Lạy là bánh rượu ngát thơ, xin dâng lên ước mơ Chúa cho đầy tâm tư với bao hy vọng. Xin dâng lên Chúa xuân buồn vui, bao lo toan cùng nhiều văn vương. Nhìn trời xanh chốn gần xa, rộn ràng đón mừng Chúa xuân. Xin dâng lên ước mơ Chúa cho đầy tâm tư với bao hy vọng. Xin dâng lên Chúa xuân buồn vui, bao lo toan cùng nhiều văn vương. Một mùa xuân Chúa ban dư tràn hồng ân, để trần gian sống trong hạnh phúc muôn phần, an vui thái bình đến cho người, xin muôn phúc lộc đến mọi nơi, đất nước Việt Nam được nhìn anh hồng sáng thơi. Xin dâng lên giấc mơ Chúa cho đầy tâm tư với bao hy vọng. Xin dâng lên Chúa xuân buồn vui, bao lo toan cùng nhiều văn vương. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, Chúa đã trao cho loài người chúng con trách nhiệm trông coi vũ trụ. Nay chúng con hoan hỷ dâng lên Chúa những lễ vật đầu xuân, chọn lựa trong tinh hoa của ruộng vườn. Xin cho chúng con không ngừng cảm tạ tri ân và chu toàn sứ mệnh làm chủ trái đất. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha chi thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Cha đã sáng tạo muôn loài trong vũ trụ và sắp đặt cho thời tiết bốn mùa thay đổi nối tiếp nhau. Riêng con người Cha đã tác tạo nên giống hình ảnh Cha và cho điều khiển mọi công trình kỳ diệu trong hoàn vũ để họ thay quyền Cha làm chủ mọi loài. Và khi chiêm ngưỡng những kỳ công Cha đã thực hiện, họ hát mừng ca tụng Cha luôn mãi nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Vì thế, chúng con dâng lời cảm tạ Cha và cùng với triều thần thiên quốc tuyên xưng Cha là đấng toàn năng và tung hô rằng... Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thế thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và hiến dâng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám mục Đa Minh chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là các bậc tiền nhân, ông bà tổ tiên của mỗi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng con mà chúng con dâng lễ cầu nguyện hôm nay, mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa.
Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen, 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 amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xoa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Xuân lại đến, cho hoa lá khoe tươi, cho muôn người vui cười. Tình
xuân lồng ấm bao chan chứa hồn thơ yêu thương giờ chớm lửa liềm vui đời con là niềm vui tình Chúa khi theo thánh ý của Ngài dẫu trong ô hoài thì mùa xuân vinh thắng trong tin yêu càng thắm lòng. Xuân lại đến, con dâng Chúa câu kinh trong tâm tình cảm tạ. Ngài đã gìn giữ qua bao lỗi lầm than qua những ngày gian khổ. Lời con nguyện xin là lời kinh bình yên qua đi những lối ưu phiền. Vẫn muôn một niềm lòng tùy tin yêu mến phó thác lời Ngài xuân đường. Còn mãi tuy hoa lá thôi rơi nhưng tim hồng vẫn lông. Mùa xuân còn mãi cho ai sống sạch trong với tâm lòng mơ rộng. Tình yêu chẳng vơi làm mùa xuân hồng tươi khi vui sống giữa muôn người. Vẫn luôn tươi cười tìm vượt qua gian khó tin có Chúa hằng ở cùng.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhận mình và máu Thánh Đức Kitô, xin Chúa thương thực hiện lời chúng con cầu chúc cho nhau trong những ngày xuân mới mà tuôn đổ trên chúng con muôn phúc lộc đầy tràn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Vâng, và trong tâm tình tạ ơn Chúa trong ngày đầu xuân mới, giờ đây con xin kính mời cha, quý thầy cùng toàn thể cộng đoàn an toàn. Con xin giới thiệu ông chủ tịch hội đồng lên chủ tịch hội đồng giáo xứ, nên có được lời chúc cha trong ngày đầu năm cùng toàn thể cộng đoàn. Xin trân trọng kính mời ông. Mừng xuân Giáp Thìn vừa sang, cùng nhau vui Tết chứa chan ân tình. Trọng kính cha xứ kính yêu, kính thưa quý thầy, quý cụ, quý cố, quý chức tân cựu, quý thầy giáo, quý ban ngành đoàn hội, quý cụ ông bà cùng toàn thể cộng đoàn. Năm cũ Quý Mão đã trôi qua, nhường chỗ cho năm mới mùa xuân Giáp Thìn bắt đầu. Xuân đến, xuân đi, xuân lại về. Chúa Xuân đã đem mùa xuân về trên quê hương đất nước thân yêu. Hoa lá cỏ cây cũng đâm chồi lẫy lộc vươn mình, đón lấy hơi ấm mùa xuân và hòa quyện cùng với sự xoay vần của đất trời. Và một chu trình mới bắt đầu, khai mở thêm nhiều ước vọng, hứa hẹn sẽ gặt hái được nhiều thành đạt của cá nhân, gia đình và giáo xứ. Trong thời khắc linh thiêng của thánh lễ cầu bình an và tạ ơn ngày đầu năm mới, cùng với bầu khí hân hoan, những giờ phút tràn ngập niềm vui, cộng đoàn chúng con xin dâng lên Chúa muôn câu cảm tạ. Lạy Thiên Chúa con thờ, xin dâng Ngài vạn vạn tiếng tôn vinh. Khó có thể diễn tả hết được cảm xúc của chúng con trong giây phút này. Mặc dù trong năm qua, chúng con đã phải trải qua mọi khó khăn thử thách đầy cảm xúc, nhưng Chúa vẫn thương ấp ủ chúng con, từng người trong trái tim của Ngài. Ngày 22 tháng 1 năm 2024, Đức Cha Đa Minh thuyên chuyển cha Sánh Xứ và lại bổ nhiệm cha Vinh Sơn về làm chủ chăn giáo xứ Hợp Châu. Niềm vui này đã bù đắp lại cho cộng đoàn giáo xứ chúng con. Kính thưa cha và cộng đoàn, nhìn lại năm cũ, chúng con hết lòng tri ân Thiên Chúa, Mẹ Maria, Thánh cả Giuse với bao ơn lành đã ban cho giáo xứ trong năm qua. Cùng với đó, không những 365 ngày mà là 384 ngày trôi qua, mang theo rất nhiều cung bậc, giai điệu đầy cảm xúc thánh thiêng. Trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa Mẹ Maria Thánh cả Giuse, với sự điều hành của cha Chánh Xứ cùng với cha Vinh Sơn Quản Xứ, và công tác của ban hội đồng giáo xứ, quý chức tân cựu, quý ân nhân, đại ân nhân, các đoàn thể, quý cụ ông bà anh chị em trong và ngoài giáo xứ, và những người con giáo xứ Hợp Châu xa quê đã tạo hiệu ứng rất tốt để cho giáo xứ được đang trên đà phát triển. Trong ngày hân hoan mừng xuân mới, con xin đại diện cho gia đình giáo xứ kính chúc cha một năm mới tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa, thêm ơn khôn ngoan và thánh đức, thêm một mùa xuân của đời dâng hiến và phục vụ, thêm một mùa xuân yêu thương và hy vọng, và mọi ước nguyện của cha. Xin Chúa Xuân cùng đồng hành chúc lành cho cha,
để cha gặt hái được nhiều thành đạt trên cánh đồng mênh mông của giáo hội. Kính thưa quý cộng đoàn, không quên nhìn lại năm cũ, chúng con xin tri ân, cảm ơn các đấng bậc tiền nhân, các ân nhân, thân nhân và cảm ơn cộng đoàn. Vì giáo xứ đã được phát triển, các thành phần trong giáo xứ đã hăng say tham gia các hoạt động đạo đức và bác ái, thể hiện tình liên đới, gắn kết trong tinh thần con một cha, anh em một nhà. Trong đó, việc đóng góp xây dựng nhà Chúa bằng cách này hay cách khác đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần mở mang nước Chúa nơi trần gian. Điều đó chứng tỏ hoa trái đức tin luôn triển nở dồi dào nơi giáo xứ này. Nguyện xin Thiên Chúa giúp sức và đốt nóng thêm tấm lòng nhiệt thành và hy sinh của quý vị, và mong rằng quý vị tiếp tục quảng đại cả tinh thần lẫn vật chất trong các công việc của giáo xứ và giáo hội. Mừng xuân mới, tôi đại diện cộng đoàn kính chúc quý cụ, quý cố, quý chức tân cựu, quý ân nhân, đại ân nhân, quý thầy giáo, quý ban ngành đoàn hội, quý ông bà, anh chị em, các cháu thiếu nhi cùng những người xa xứ, xa quê hương. Một năm mới có nhiều sức khỏe, bình an và phúc lộc Chúa Xuân. Xin Chúa Xuân sẽ tuôn đổ tràn đầy trên quý vị và gia đình. Ngày đầu tiên, cũng như trong năm Giáp Thìn này, kính chúc đại gia đình giáo xứ nhà nhà vui tươi, người người hạnh phúc, và xin tất cả mọi người hãy nhớ đến gia đình giáo xứ trong lời kinh cầu nguyện hàng ngày. Xin Chúa Xuân, Mẹ Maria, Thánh cả Giuse, Quan Thầy gìn giữ cha xứ và toàn thể cộng đoàn, người ở nhà cũng như người xa quê, năm mới mạnh khỏe, bình an, đoàn kết, yêu thương phục vụ, xây dựng giáo xứ ngày một đổi mới, sinh tươi và phát triển, để xuân sang cõi phúc sinh ngàn nộc, Tết về cây đức trổ thêm hoa. Một lần nữa con xin thay lời cho gia đình giáo xứ xin tạ ơn Thiên Chúa, cảm ơn cha xứ, quý thầy và toàn thể cộng đoàn. Vâng, và trong tâm tình tạ ơn Chúa, ngày đầu năm cũng cộng đoàn giáo xứ chúng con cũng có lắng hoa lên chúc mừng cha trong ngày đầu năm. Xin kính mời ông trùm thủ lên tặng hoa chúc mừng cha trong ngày đầu năm. Mời cộng đoàn lộ một tràng bó tay chúng mình chúc mừng cha trong ngày đầu năm. Xin cảm ơn ông Chủ tịch Hội đồng Mục vụ đã đại diện cho giáo xứ, cũng đã có những lời chúc mừng cha xứ cũng như cộng đoàn chúng ta trong năm mới này. Thầy con cũng có những lời tâm tình cũng như kính chúc toàn thể cộng đoàn giáo xứ chúng ta trong một ngày đầu năm mới thật là ấm áp, bình an này. Chúng ta quy tụ nhau nơi đây để một lần nữa chúng ta xin Chúa ban ơn bình an xuống trên mỗi người cũng như gia đình chúng ta, để chúng ta cùng nhau trong năm mới này xây dựng giáo xứ trong tinh thần hiệp thông với Chúa, trong tinh thần hiệp nhất với nhau, bỏ qua tất cả những lỗi lầm, những thiếu sót của nhau, để cùng nhau xây dựng một giáo xứ chúng ta
luôn luôn trong bình an, luôn luôn trong sự hiệp nhất. Và trong ngày đầu năm mới này, xin kính chúc quý vị trong ban hội đồng mục vụ, quý chức tân cựu, quý cố cùng toàn thể công đoàn dân Chúa giáo xứ chúng ta một năm mới luôn được bình an, mạnh khỏe và tràn đầy ân lộc của Chúa Xuân. Đây, xin công đoàn chúng ta đứng lãnh nhận phép lành cuối lễ. Sau phép lành cuối lễ, chúng ta có nghi thức làm phép và hái lộc xuân. Trong lúc hái lộc xuân, chúng ta xếp hàng lên để chúng ta hái lộc. Các em thiếu nhi chúng ta có lộc của thiếu nhi, còn người lớn chúng ta hái lộc xuân để chúng ta mang về để vào một nơi trang trọng vì đã được làm phép để chúng ta làm châm ngôn hay là làm ý hướng mà Chúa muốn cũng như Chúa mời gọi chúng ta sống trong năm mới này. Xin cảm ơn cộng đoàn. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa là nguồn suối mọi phúc lành, ban cho anh chị em muôn ơn, tuôn đổ trên anh chị em dư tràn phúc lành của Ngài, và xin gìn giữ anh chị em suốt cả năm được hồn an sắc mạnh. Xin Thiên Chúa gìn giữ anh chị em được vẹn toàn trong đức tin, ban cho anh chị em được bền bỉ trong đức cậy và cùng với lòng nhẫn nại trong thánh thiện được kiên vững đến cùng trong đức mến. Xin Thiên Chúa xếp đặt ngày tháng và công ăn việc làm của anh chị em trong bình an của Ngài, và xin Ngài nhận lời cầu nguyện của anh chị em trong mọi nơi mọi lúc, và hướng thương hướng dẫn đưa anh chị em đến sự sống muôn đời. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Giờ đây chúng ta cùng tham dự nghi thức làm phép và hái lộc xuân. Anh chị em thân mến, trong hiến chế tín lý về Mạc Khải số 11, giáo hội nhắc nhở chúng ta phải luôn tôn kính lời Chúa như chính thân thể Chúa. Người Việt Nam chúng ta có tục hái lộc vào dịp đầu xuân sau khi đi lễ chùa đền ngày Minh Niên, và người ta hái một cành cây mang về đặt trước bàn thờ và để cho đến hết ngày Tết. Lộc non tượng trưng cho ơn trời giúp con người phát đạt thịnh vượng. Tập tục đó đã được hội nhập vào sinh hoạt đầu năm của người Công giáo chúng ta. Thay vì hái cành cây hái lộc, chúng ta nhận một câu lời Chúa. Câu lời Chúa này sẽ trở thành phương châm sống đức tin cho chúng ta trong năm mới và suốt đời chúng ta. Như vậy, hái lộc xuân đối với người Công giáo là hái lộc thánh. Qua nghi lễ hái lộc thánh sắp cử hành, chúng ta tin tưởng rằng câu lời Chúa chúng ta nhận được chính là lời Chúa muốn gửi riêng cho từng người và cho gia đình chúng ta. Chúng ta cũng tin tưởng rằng khi suy niệm và sống theo lời nhắn nhủ đó, ân phúc của Chúa sẽ đổ chan hòa lai láng trên năm mới của chúng ta. Khi hái lộc lời Chúa, người Công giáo chúng ta không nhằm cầu may để tìm biết tương lai hậu vận, nhưng là để chọn cho mình và gia đình mình một trong nhiều lời Chúa để cả gia đình thực hành cách đặc biệt trong suốt năm này. Chúa là lộc đầu xuân của mỗi gia đình, mỗi người. Một ngày có Chúa sẽ tràn đầy hạnh phúc và bình an. Giờ đây xin kính mời cộng đoàn chúng ta cùng tham dự nghi lễ làm phép và hái lộc thánh. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, lời Chúa phán ra tạo thành trời đất mọi loài và gieo mầm sự sống cho nhân loại. Xin Chúa làm phép thánh hóa và đổ tràn ơn Chúa xuống trên những lộc thánh này. Xin cho lời Chúa chúng con nhận được luôn luôn vang vọng trong tâm trí chúng con, nhắc nhở chúng con luôn trung thành thực thi ý Chúa. Ước gì những lộc thánh này trở nên khí cụ đem lại phúc lộc bình an cho chúng con trong năm mới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Vâng, câu lời Chúa mà con bốc được trong năm nay đó chính là hãy đồng tâm nhất trí và cảm thông với nhau. Vâng, giờ đây con xin mời ông Trùm Chánh, ông Trùm Thủ, ông Phó Chủ tịch Hội đồng Mục vụ, sau đó toàn thể cộng đoàn chúng ta lên để chúng ta hái lộc thánh để chúng ta. Xin mời cộng đoàn chúng ta ngồi. Rồi xin Thầy đọc câu lời Chúa của Thầy lên để cho cộng đoàn được biết được không ạ? Vâng, lời Chúa hôm nay con bốc được và Chúa muốn nói với con đó là Chúa là mục tử chăn dắt tôi chẳng thiếu thốn gì. Rồi của ông Trụ Chánh xem năm nay giáo xứ chúng ta có làm ăn phát đạt không ạ? Ơn riêng Thiên Chúa đã ban mỗi người trong anh em phải dùng và phục vụ cho kẻ khác. Vâng, ơn riêng Thiên Chúa đã ban mỗi người trong anh em hãy dùng mà phục vụ kẻ khác. Đó chính là câu lời Chúa mà Chúa vẫn nhắn gửi đến ông Trùm Chánh chúng ta. Xin ông Trùm Phó. Hãy tin vào người thì người sẽ nâng đỡ con. Hãy tin vào người và người sẽ nâng đỡ con. Hãy đem cả tâm hồn mà ca hát chúc tụng Chúa. Vâng, đem cả tâm hồn mà ca hát chúc tụng Chúa là ông Trùm Thủ năm nay phải hát nhiều ấy. Rồi giờ xin mời đến toàn thể cụ Trùm. Rồi Tiểu Nhi chúng con xếp hàng. Rồi xin toàn thể cộng đoàn chúng ta cũng xếp hàng để chúng ta lên lãnh nhận lộc lời Chúa. Và xin ca đoàn chúng ta hát và kết lễ. Còn thời gian xin ban kèn chúng ta bắt đầu cửa nhạc để chúng ta chúc mừng nhau trong năm mới này. Chúa là rồi câu của ông là Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn gì. Xin các đoàn chúng ta hát. Rồi các em thiếu nhi chúng con lên, chúng con bốc lộc của thiếu nhi và sau đó ca đoàn chúng ta nhanh khẩn trương, còn rất đông người, chúng ta xếp hai hàng lên. Rồi, tất cả chúng ta xếp hàng, chúng ta lên, chúng ta bốc lời Chúa, sau đó chúng ta chịu mến mãi cứu giúp cho trẻ kèn cầu.
Xin ban kèn chúng ta cười lên một bài để chúng ta chúc mừng nhau trong những ngày đầu năm mới này. Thank you.
niềm vui lấy nhớ ơn Chúa sáng soi cho đoàn con dẫu khó khăn khỏi thường. Thì nay ta ơn Ngài, con nay ta ơn Ngài. Lù tâm xuống, lù tâm xuống, hãy dâng trời, dâng trời, dâng bề trong ngày đau xuống. Lù tâm xuống, rồi còn cả đoàn chúng ta lên hái lộc xuân nữa, rồi còn là chúng ta ra về để chúng ta đi chúc tuổi nhau cho ngày đầu năm mới này. Ngày đầu xuân, con dâng lên Thiên Chúa Chí Tôn.
đầu xuân con dâng lên Thiên Chúa chí tôn lời cảm mến Chúa khen cha chí lành. Chúa đã ban thêm một mùa xuân sáng tươi hy vọng cho mọi người trên dương gian. Mùa xuân vinh quang, xin Chúa Trời cho quê hương Việt Nam thái bình, để mọi người cùng hiệp nhất trong niềm tin yêu. Ngày đầu xuân con dâng lên Thiên Chúa chí tôn lời cảm mến Chúa khen cha chí lành. Cho mọi người trên dương gian. Ngày đầu xuân con dâng lên Thiên Chúa chí tôn lời cảm mến Chúa khen cha chí lành. Chúa đã ban thêm một mùa xuân sáng tươi hy vọng cho mọi người trên dương gian. Chúa chí tôn lời cảm mến Chúa khen cha chí lành. Chúa đã ban thêm một mùa xuân sáng tươi hy vọng cho mọi người trên dương gian. Mùa xuân vinh quang, xin Chúa Trời cho quê hương Việt Nam thái bình, để mọi người cùng hiệp nhất trong niềm tin yêu. Ngày đầu xuân con dâng lên Thiên Chúa chí tôn lời cảm mến Chúa khen cha chí lành. Chúa đã thêm một mùa xuân sáng tươi hy vọng cho mọi người trên dương gian. Xuân đã về trên quê hương bừng sáng hy vọng. Xuân đã về khắp phố phường và trên thôn trang. Con khấn cầu cho nhân dân Việt để mọi người cùng đoàn kết vang lời hoan ca. Ngày đầu xuân con dâng lên Thiên Chúa chí tôn cha chí lành. Chúa đã ban thêm một mùa xuân sáng tươi hy vọng cho mọi người trên dương gian. Xuân đã về trên quê hương và khắp ruộng đồng. Xuân đã về, xuân hy vọng, mùa xuân vinh quang. Chúa Trời cho quê hương Việt Nam thái bình, để mọi người cùng hiệp nhất trong niềm tin yêu. Ngày đầu xuân con dâng lên Thiên Chúa chí tôn lời cảm ơn
cho mọi người trên dương gian. Ngày đầu xuân con dâng lên Thiên Chúa chí tôn lời cảm mến Chúa khen cha chí lành. Chúa đã ban thêm một mùa xuân sáng rưỡi hy vọng cho mọi người trên dương gian. Xuân đã về khắp phố phường và trên thôn trang.